sao đại tu xong động cơ lại phải nổ ra lốt đa? Trả lời anh em nhiều câu hỏi như vậy. Cái câu hỏi này mình cũng rất thường hay gặp, đặc biệt là những bạn trẻ nào mới vào nghề sửa chữa xe máy, ô tô hoặc động cơ nào cũng vậy thôi. Sau khi đại tu xong thì phải nổ ra trơn lốt đa, mất thời gian rất là lâu. Bởi vì khi đại tu một động cơ xong là những cái phần thay thế ở trong động cơ, ví dụ như là những cái cổ bạc, đấy, ví dụ như là piston, xác măng, lòng xi lanh, nó đều mới và phải ra trơn để cho nó trơn tru vào hệ thống, dầu nó bôi trơn cho nó tròn những cái vòng quay, và thứ hai là để cho động cơ nó có sức bền nóng tôi. Cũng như anh em bây giờ muốn chạy thể dục hoặc làm vận động viên thì bao giờ cái màn khởi động cũng rất là quan trọng để đạt những thành tích cao nhất. Còn với động cơ này thì chúng ta nổ ra trơn như này, những động cơ vừa đại tu như này đấy, trước mặt mình là 4 xe vừa đại tu xong ra nổ ra trơn, là phải ra để cho hệ thống nó nổ trơn tru. Và qua nhiều kinh nghiệm của các tiền bối đi trước thì già càng lâu càng kỹ thì máy càng bền. Đấy. Nên là không phải là chủ quan trong việc là vừa làm máy xong là lái xe đã mang đi chạy thốc tháo như xe bình thường rồi, máy nó sẽ không được bền. Và khi già trơn được như này thì từ hệ thống turbo, hệ thống bút đi tì dây cô loa, hệ thống khí thải, hệ thống lén vân vân, nó đều hoạt động già trơn một cách tròn trịa. Và trong quá trình già như thế này có vấn đề gì xảy ra với động cơ, ví dụ như là chảy dầu, chảy nước hoặc những cái sơ suất nhỏ thì người thợ có thể biết được và xử lý. Bình thường nếu mà không già trơn, lái xe đi ngay thì có thể chảy dầu, chảy nước trên đường và vừa đại tu xong rất nguy hiểm, có rất nhiều xe đã bị phản tu. Đấy. Còn khi để già trơn như này, sau khi già trơn như bên mình già động cơ già trơn thường 7 tiếng đến 24 tiếng tùy vào cái thời gian và cái thỏa thuận giữa bên mình sửa chữa và bên chủ của chiếc xe đó. Có thể là dặn dò chủ đi nhẹ nhàng với tốc độ là tầm 1.500 vòng tua quay đầu lại, đi nhẹ nhàng và đi chậm. Và tại sao thời gian đầu này lại phải nhắc là chủ xe sau khi đại tu là chỉ đạt được cây số 1.000 đến 3.000 km cây số đầu sau khi đại tu là đã thay dầu, thay nước? Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình rửa ráy vệ sinh động cơ thì đường dầu, đường nước nó lẫn lộn bằng hóa chất vệ sinh và những cái mạt bẩn nó rơi xuống động cơ. Vậy thì sau một thời gian ngắn 1.000 km đến 3.000 km là chủ xe lên thay dầu sớm, thay dầu và thay lọc nhớt và thay nước làm mát để những chu kỳ tiếp theo xe chạy được bền và tốt hơn. Vậy mình nhắc anh em nào mà động cơ mới phải đại tu xong á, thì nhắc chủ xe đấy, là anh em để ý thường xuyên đến động cơ. Đầu tiên cái thời gian đầu ấy, là anh em chạy chậm thôi, nghe ngóng theo 10.000 vòng tua khoảng 2.000 đổ lại thôi. Còn chạy được tốc độ mà 1.500 vòng là cái tốt để già trơn. Thứ hai là không thốc tháo thời gian đầu, đừng ra thốc ra tháo làm gì. Bởi vì mới đại tu xong mọi thứ nó còn mới, nó chưa được già trơn tru. Qua quá trình chúng ta già lổ lốt đa thật kỹ như thế này, từ 7 tiếng cho đến 24 tiếng thì anh em mang ra chạy. Đấy. Còn vì cái trường hợp mà bất khả kháng lấy xe chạy thì cũng nên chạy chậm, đừng có thốc tháo làm gì cả. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em nào mới đại tu xong thì phải đi thường xuyên để ý đồng hồ báo nhiệt, đồng hồ báo dầu, có vấn đề thì xử lý. Thứ hai là lật cabo lên như này để chúng ta kiểm tra tất cả những khoang động cơ có chỗ nào chảy nước, chảy dầu hay một vấn đề gì thì có thể đến gara, đến thợ hoặc tự xử lý khắc phục. Bởi vì trong quá trình đại tu tháo một con động cơ hàng rất nhiều chi tiết như này, đấy, có vấn đề gì thì nó sơ suất nhỏ thì có thể xử lý ngay, chứ không phải là cứ đại tu mất
mấy chục củ xong là yên tâm trong đầu là cứ thế chạy. Mặc dù ở trong nó ngon này nhưng ở ngoài những dâu ria, ví dụ như bi tì này, dây gura này đấy, hay là những đường dây điện, đường xăng, đường nước nó có thể bị lứt, bị gãy đấy. Những đường dây điện đấy, nó có thể là bị hoen rỉ, bị chập thì chúng ta có thể quan sát kỹ để chúng ta xử lý. Và đặc biệt là với động cơ máy dầu thì thường xuyên nổ máy để kiểm tra cái lượng hơi thừa này có lên không đấy, lượng hơi thừa có nhiều không, có bị hở chân kim không, có bị chảy hơi ra không, và hơi ra có bị khét không. Và hệ thống quạt gió làm mát này cũng cực kỳ quan trọng. Xe nào quạt điện thì sẽ kiểm tra quạt điều hòa và quạt nước làm mát có chạy đều đủ tốc độ không. Nếu quạt cơ thì có vấn đề gì về ly tâm hay không. Rồi tất cả những dàn đầu, dàn bi tì, dây cô loa, rồi hệ thống nhìn từ dưới gầm lên, từ cát te, từ turbo, từ cổ hút, đấy, từ các cô lê bắt đường nước, đường dầu xem có chặt chẽ chưa. Đấy là cũng nhờ anh em là những chủ xe ấy, sau khi đại tu là chúng ta kiểm tra những phần đó, có vấn đề gì thì báo thợ. Cũng không tránh khỏi được những cái sơ suất nhỏ dù với áp lực công việc hoặc là với tay nghề của thợ. Đấy, mong anh em là lưu ý những cái điểm đó. Đấy, chúc anh em có những cái động cơ tốt, bền và vạn dặm bình an lên đường bất kỳ cái hoàn cảnh ở cung đường nào. Vâng, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh.